quý vị và các bạn, dự án nâng cấp đường Tiên Hoàng Đồng Nai Thượng huyện Cát Tiên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng ngày 21 tháng 5 năm 2005. Tổng mức đầu tư trên 132 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và vốn trái phiếu chính phủ, với chiều dài toàn tuyến là 18 km. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, mới chỉ có 10 km được thảm nhựa, 8 km còn lại vẫn là đường đá lởm chởm gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực. Người dân nơi đây vẫn đang chờ câu trả lời của ngành chức năng. Liệu rằng đến khi nào con đường này mới hoàn thành? 10 năm đi qua con đường này, nhiều lần xe hư, vài lần té ngã với nhiều vết thương. Xe cũng đã sửa, vết thương cũng đã lành, nhưng con đường vẫn không thay đổi. Vẫn gồ ghề lởm chởm và gian nan trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người đàn ông này. Trước kia thì tôi thấy cái con đường này là có dự án làm để chạy dầu cho bà con đi lại cho nó thuận tiện trong cái công việc gọi là xuất nhập khẩu cái nông sản, cái điều hạt tiêu hay cà phê gì đó. Nhưng mà trong vòng 10 năm nay là tôi đã thấy dự án lâu lắm rồi mà chưa thấy làm xong. Thì cũng mong nhà nước đầu tư vô là làm con đường cho nó được ngon nghẽ, rồi cho bà con chở cái nông sản đi xuất nhập khẩu chẳng hạn, để cho nó tiện lợi, cho nó đỡ mất an toàn giao thông. Đường Tiên Hoàng Đồng Nai Thượng được xem là con đường huyết mạch nối liền từ trung tâm huyện đến xã Đồng Nai Thượng, một xã vùng sâu vùng xa nằm ở phía đông bắc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Khi dự án bắt đầu thi công, người dân hai địa phương Tiên Hoàng và Đồng Nai Thượng của huyện Cát Tiên ai cũng vui mừng. Thế nhưng đã hơn 10 năm qua, con đường cũng chỉ mới thảm nhựa được 10 km từ đồi Dốc Mây đến ngã ba Tiên Hoàng. Cái đường này thì chỉ có là người tay lái cứng mới đi được, chứ còn cục đá cục to như nắm tay này đi nếu mà không cẩn thận là té. Tôi thì mấy lần đi lên xuống Cát Tiên rất là khó khăn đối với tôi, nhưng mà đi qua đi lại thì xe té gì đá nó đắp vô con người tôi, rồi bỏ chỗ xe hư, xe mấy lần hư sửa mấy lần đi đường rất là khó khăn. Hôm nay thì đối với tôi thì mong muốn là bên nhà nước đầu tư làm đường đẹp để đi được đẹp để tới nhà, đi tới huyện, tới nhà. Lãnh đạo xã Đồng Nai Thượng cho rằng khi con đường hoàn thành và đi vào sử dụng, góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Đặc biệt, đối với xã nghèo Đồng Nai Thượng, khi vẫn còn đến 90% hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, con đường đi vào xã Đồng Nai Thượng càng đi thì dốc đá ngổn ngang, xình lầy hơn. Có rất nhiều những cái bức xúc và qua các cái kỳ mà tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, thì bà con nhân dân cũng có cái nguyện vọng là đề nghị với Trung ương, với tỉnh sớm đầu tư con đường hoàn thiện để cho bà con đi lại nó thuận tiện. Cái thứ hai nữa là cái vấn đề mà vận chuyển cái hàng hóa thì nó được thuận lợi hơn, để rồi các cái giá cả, các cái sản phẩm đầu ra của cái hàng nông sản mà bà con sản xuất ấy, thì nó đỡ bị là tư thương ép giá. Về phía chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng rất là mong muốn tỉnh, mặc dù là chúng tôi cũng đã nắm bắt được cái chủ trương là tỉnh ủy, ủy ban tỉnh cũng đã có cái chủ trương thống nhất là đầu tư triển khai cái con đường để sớm hoàn thiện cho bà con đi lại. Về phía chính quyền địa phương cũng như cấp ủy và nhân dân địa phương, chúng tôi rất mong muốn là tỉnh sớm triển khai để đảm bảo cho cái thuận tiện cho bà con đi lại cũng như là cái việc vận chuyển hàng hóa của nhân dân ở tại địa phương. Qua tìm hiểu của chúng tôi, sở dĩ hơn 10 năm qua 18 km đường liên xã không tiếp tục được triển khai là do địa phương thiếu vốn trầm trọng. Và để con đường Tiên Hoàng Đồng Nai Thượng hoàn thành trong giai đoạn 2017-2018 với mặt đường rộng 3,5 m, nền đường rộng 5,5 m theo thiết kế, thì địa phương cần có thêm 40 tỷ. Và 10 km đã thảm nhựa này hiện nay đã có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Hiện nay cái nguồn vốn đầu tư cho đường là chưa đảm bảo,
Với tổng mức đầu tư 132 tỷ mà hiện nay đầu tư mới khoảng hơn 92 tỷ. Do đó đơn vị thi công phải dừng lại tiến độ theo nguồn vốn đầu tư. Thì nguồn vốn này là nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn cụ thể nguồn vốn từ phía chính phủ. Do đó cái này về phía chủ đầu tư cũng đã báo cáo lên các cấp các ngành của tỉnh để xin đầu tư dứt điểm với nguồn vốn này. Trong quá trình đầu tư nâng cấp dự án, tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình lên Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp bộ liên quan xem xét chấp thuận bổ sung kinh phí từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Hiện tại người dân nơi đây vẫn đang chờ câu trả lời của ngành chức năng. Liệu rằng đến khi nào con đường này mới hoàn thành? Rồi triết lý có con mài sắt có ngày nên kim cũng đến với anh. Nhờ sự uy tín cùng với chất lượng của sản phẩm đạt yêu cầu, cứ thế các mối thu mua bắt đầu nhiều lên. Dần dần thương hiệu hoa treo của anh được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng.